Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim những airdrop nhận được 300 đồng token Gecko token. Coin Gecko token, một số thông tin về đồng token này: số tục cung phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 1.925 tài khoản holder và phát sinh 4.555 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop.net. Nên truy cập website để mình đặt phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước như đã trên ra cho mình. Bước 1, các bạn xem chắc quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuỗi Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu Gecko số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn này để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây, tham gia airdrop thì sẽ hiển thị các bạn như thế này. Chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 51 rồi nhé. Các bạn mua thì các bạn bỏ ra số vốn nhỏ min thấp nhất là 0.03 BNB mua cái đồng token này nhé, để hold tích trữ lâu dài. Các bạn cần làm, các bạn nhấp vào phần này, yêu cầu 300 triệu đồng token Gecko. Rồi, các bạn nhấp tiếp theo. Rồi nhấp kết nối với ví này. Phí ra là 0.00154 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.airdrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí và thẻ token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 300 triệu đồng token Gecko. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xuyên được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.